Hôm nay tôi sẽ quay trở lại kinh doanh quán net. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì đây chính là câu trả lời. Anh em nào mà xem tôi lâu rồi thì anh em sẽ biết là tôi đã từng chơi cái game này rồi, Internet Simulator, và tôi đã phá sản. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc anh em ạ. Người ta có câu bí mật của cuộc sống này là ngã 7 lần đứng lên 8 lần. Cho nên là hôm nay tôi sẽ quay trở lại với Internet Simulator 2. Và lần này tôi quyết tâm sẽ kinh doanh quán net thành công. Nhờ lần trước phá sản mà tôi gần hết tiền, tôi phải chuyển đến cái nơi này đây, hơi ổ chuột một chút xíu. Với số tiền ít nổi này tôi phải tính thật kỹ càng anh em ạ, nếu muốn thành công. Giờ thì đi đến chỗ kinh doanh quán net thôi nào. Đây, chúng ta đã đến quán net của tôi đây, Toby Net. Wow, được thật sự luôn ấy. Mở cửa ra nào. Thì là đương nhiên là cái chỗ này toàn rác không rồi. Giờ công việc đầu tiên á là tôi sẽ phải dọn cái chỗ này. Bật điện lên cái đã rồi bắt đầu dọn rác thôi nào. Rồi công việc tiếp theo của chúng ta là mua một bộ máy tính. Wow, nói chung là tôi đã vô được cái trang web để mua máy tính rồi đây. Tôi không thích mua máy tính cũ cho lắm nên tôi nghĩ là tôi sẽ, với cái hầu bao của tôi thì tôi có thể mua máy tính đơn giản đấy. Được đấy, 1.000 đô của tôi đấy. Tôi nghĩ là tôi phải có game trên máy tính thì mọi người mới vô chơi nhiều được. Phần mềm virus ha, tôi nghĩ cũng sẽ cần đấy. Wow, hàng hơi nhiều. À, cái này là cái quan trọng nhất này. Đấy, chúng ta đã được một cái máy tính đầu tiên. Sàn nhìn hơi nát chút xíu, tôi nghĩ là tôi nên mua cái sàn thôi. Cái này đi, cái này được. Ok nhá. Wow, nhìn đẹp cái không. Wow man. Nói chung là ngày hôm nay cũng khá là vất vả rồi đấy anh em ạ. Từ lắp PC này, để PC lên bàn này, trang trí lại cái nhà này. Về thôi anh em ạ, mai tính tiếp. Tôi nghĩ là tôi sẽ mua thêm một cái PS. Để coi tiền tôi còn nhiêu. 600 hả? Để lên xem đây coi. 320, ui giời ơi, không đủ rồi anh em ạ. Thôi, cái PS chúng ta để từ từ đi. Trước tiên là chúng ta phải mở quán ra kiếm tiền trước đã, rồi chúng ta sẽ mua PS sau vậy. Trước khi mở quán thì tôi phải xịt này cho nó thơm thơm một xíu. Ui, chưa có quạt thì phải đúng không? Rồi, chưa có người vô thì ta tắt đi. Man ơi, em mới mở quán net nè mấy anh ơi, vô chơi đi nào. Open nè, quán net máy hơi bị xịn á, 1.000 đô của em nè. Anh vô đúng không anh? Trời chán anh luôn. Chó ơi, vô chơi em chó ơi. Ôi, có người. Hết đủ, đủ nhau, kỳ thế nhỉ. Sao mọi người cứ đi ngang qua thôi, mọi người không có vào. A little longer than a few minutes later. Anh này giống tỷ phú Elon Musk thế nhờ. Cho em ôm cái nha. Em hôn cái. Trời ơi, đợi mỏi mòn luôn, không có ai vô chơi cả. Mọi người, cái đây là cái chữ open mà, chứ có phải chữ close đâu mọi người. Đừng đùa như vậy chứ. Trời ơi, cái quần què dí dây. Quán đẹp đẽ sạch sẽ vậy đó mà không ai vô cả. Anh ơi, vô đi anh ơi. Vô quán đem đi anh ơi. Later that night. Trời ơi, trời tối luôn rồi anh em mà vẫn không có ai vô quán của tôi. Đúng đời. Thôi, đi về ngủ vậy. Mong là ngày mai nó sẽ ổn áp hơn. Wow, mà lem. Wow, trong đây người chơi ngồi nhiều thế. Rồi trên đường về tôi mới thấy anh em mà hèn chi quán chỗ tôi không có ai cả. Tôi phải đề ra một cái kế hoạch gì đó mà tôi có thể cạnh tranh được với cái bên này anh em ạ. Nhà tôi đây, không phải nhà tôi nữa mà nhà tôi thuê thôi anh em ạ. Nói chung chả có gì đâu, giờ ngủ thôi. Thôi kệ đi anh em ạ, cạnh tranh cái gì, tập trung vào công việc của mình thôi. Bro, ôi trời ơi. No, cái vàng máy tính. Vàng máy tính 1.000 đô của tôi. Oh my god, tí thì đi à. Gọi điện lên coi còn xài được không. Ừ, hên vẫn còn xài được anh em mà. Hên là tôi nhanh tay đấy, chứ không là đi luôn rồi. Hôm qua giờ không có khách được, sáng nay gì lại bị cháy máy tính. Đúng đời. Ui, chị nó vô. Khoan khoan, để em xíu cho em 5 phút thôi là em mở máy tính cho chị liền. Đấy. Wow, nếu mà vậy chúng ta phải cần 1.000 đô, 1.001 đô chúng ta mới có thể đầy đủ cái bộ, nguyên cái bộ PS luôn anh em à. Wow, 198 đô luôn. Cảm ơn chị nha. Trời ơi anh ơi, bình tĩnh thôi nha anh ơi. Em không cấm nhưng mà anh cứ bình tĩnh nha. Ừ. Anh ơi, em không giỡn nhanh nha anh ơi. Anh lên lên anh đi luôn anh ơi. Chơi xong trả tiền anh ơi. Cày thế nha. Trời ơi, em đánh nè anh đứng vô chi anh ơi. Trời ơi, sợ thật sự. Trời, thằng này nguy hiểm vậy. Cút, nhìn là biết mày vô trộm rồi. Ui, có mấy cái này cũng rẻ nè, chúng ta có thể kiếm tiền từ cái này. Có tiền thì chúng ta có thể mua được bét. Ừ, cũng hợp lý nha. Hai máy đây, hai máy là ok này. Còn 392 đô. Và nếu có tiền nữa thì tôi sẽ đặt thêm một cái bộ máy tính đây. Và một cái BS ở đây, một cái ở đây. Ok, nghe cũng hợp lý phết nha. Có người vô, càng ngày càng nhiều người anh em ạ. Được thế nhẹ. Rồi, này chơi được không nhờ, hay sao nó nhìn nó dơ quá nhỉ. Wow, đúng rồi. Ui, nó lại chạy. Trời ơi, đâu rồi. Ui, né ra cho em. Quýnh chết mẹ nó.
What the f***? Đánh bơm luôn. Ui, sớm này thật sự là hỗn loạn quá đi mà. Ui, thằng này nguy hiểm vậy. Hỏi vô luôn, tao đứng ngoài tao đánh mày luôn. Trời ơi, nó nổ kìa. Đùa nhau. Trời ơi, nổ rất quen gì luôn. Anh cứ chơi thoải mái đi nha anh. Ôi, hôm nay thu cũng được khá khá đây này mà. Nhưng mà ai mua nốt một cái máy này nữa thôi là hợp lý này. Ui, cảm ơn anh nha. Đây, đây, đây. Quăng cái này vô đây, hợp lý luôn. Giờ chỉ còn một cách có thể thu hút nhiều người vô nữa thôi là tôi phải tăng được cái sao này của tôi lên. Mà làm sao được nha. Ui, trời ơi, đâu rồi? Ui, trời, người ta đang chơi. Cái thằng này, nó biết cách cướp thiệt chứ. Có một người đánh ba giá 3 sao anh em à, let's go. Cuối cùng cũng đã được 3 sao. Có tiền. Lại bán cái máy này, trời, bán được không nhờ. Máy này nó không thu hút khách hàng cho lắm. Chạy lẹ nào, bỏ quán, chạy lẹ. Không thu hút, bán. Nói chung là nó chỉ có hơn 5 đô thôi mà không thấy ai chơi hết. Nên tôi quyết định sẽ bán anh em à. Mở nó, 4 cái máy, hợp lý. Ngon. Ui, nó cháy. Từ từ. Đâu rồi, cái bình. Từ từ anh ơi, né ra xíu anh ơi. Trời ơi, hên, tao nói nó hên. Gì vậy anh ơi? Phá máy tính em vậy anh ơi. Tôi phải đi mua cái bình chữa cháy lẹ anh em à. Chứ không là nó cháy nữa là toan mất. Mua đèn đi. Chúng ta sẽ mua một cái bóng đèn. Tại vì tán quán tôi khá là tối rồi anh em à. Này, chăm này. Uầy, nói chung là dạo gần đây tôi làm việc ngày đêm luôn ấy, không về nhà luôn. Chúng ta cần trang trí một chút xíu nha. Hello. Úi giời. Ô mẹ, để cho người ta làm ăn đi, dù pha không à. Đúng là cái bọn này. Ô nè, cho người ta đang làm ăn vậy đó, nó pha vô, nó pha. Mà có cây không cơ chứ, người ta đang chơi đó. Đánh bơm người ta hẹo luôn à. Lần này tôi phải đề phòng mấy thanh niên mà mặc cái đồ tam giác vuông tròn gì đấy. Mẹ không vô đánh bơm nữa là thôi, đi luôn đấy, thật sự. Rồi, vậy là được rồi đó, chúng ta sẽ để dành tiền anh em ạ. 3 weeks later. Được rồi này. 1.400 đi, ok luôn. Chúng ta đã có máy tính mới rồi anh em ạ. Có vẻ là chuyện kinh doanh sẽ thuận lợi hơn đây. Ui, vào, máy tính vào. Gì vậy? Em có làm gì đâu anh? Trời ơi. 2 máy. School. Cuối cùng thì chúng ta cũng được 2 máy rồi anh em ạ. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta đó chính là máy PS. Chúng ta sẽ mua thêm một game anh em ạ. Đó là PUBG này. Khoan, mở máy coi. 2 máy luôn. Let's go. Mở hàng như thế là được. Tôi nghĩ là tôi chưa cần mua áo. Ui, không được rồi, nó lạnh quá. Tôi cần mua máy điều hòa. Tôi nghĩ là tôi mua đủ máy điều hòa này. Ok luôn nha. Air condition. Gắn đây là hợp lý này. Đấy. Được. Ấm rồi. Hôm nay là đủ. Ngày mai chúng ta sẽ kiếm tiền mua PS. Vậy thế nào? The next day. Chúng ta sẽ cần 1.251 đô để có thể sở hữu một bộ console khá là hợp lý. 700 rồi, let's go. Tao nói lẹ. Ơi, khoan, mở máy ra. Gì mặt cọc với anh hai. Vô chơi phải vui lên. Có vẻ là tôi sẽ đi bán cái máy quạt này đi. Cái máy quạt này nó bắt đầu nó phế rồi đấy. Ui trời ơi, quán này đông. Ui, từ từ anh ơi, khoan. Good. Ôi anh, no, em đâu có đánh anh, no. Oh my god, Triều. Ui giời ơi, thôi anh ơi, em không có đánh anh mà. Trời, nó né kìa. Hên quá. Ủa, cái này ở bên kia bán có 800 à. Có vẻ trên mạng nó mắc, bán mắc hơn rồi anh em à. Cái này tôi phải lựa lại rồi. Bỏ cái này, mua 2 này trước. Còn BS thì có vẻ là tôi sẽ mua hàng second hand đi, em xin. Ui, 160. Ui, được. Rồi, để tôi chạy phát qua anh kia luôn anh em à. Ê, đóng cửa mày xô mày vô được. Có cái con bà mày. Đây, vẫn còn xài được. Ta sẽ có một cái bàn PS4 đầu tiên. TV. Ngoài ta nói nó sướng. Rồi chúng ta sẽ qua mua linh kiện của cái PS. Ơi khoan, đóng cửa lại đi. Sợ thật sự. Những cái thế giới này nó sợ, nó đáng sợ lắm anh em à. Pin joystick cũng được nè. Okay. Đây, có hai ghế. Tôi nghĩ là cho 2 người chơi được. Mong là vậy. Cái này bắt đầu hơi chật rồi này. Rồi, tôi mua được cái gì rồi. Ok nhé, let's go baby, yes. Hợp lý. Ôi đấy, 5 sao liền. Có người chơi console.
hai sư baby. Ê, tôi nghĩ là tôi sẽ mua một vài game mới nữa. 2 days later. Đấy, giờ tôi thấy cái quán tôi là bắt đầu hỗn áp rồi đấy. Có hộp tiếp bóc này. Và có cái chỗ tôi vừa rộng ra đây mà. Thêm ông bảo vệ chiến vậy thì tôi nghĩ là quá đổi là ok. Đấy, đừng có đi vô nữa. Trời ơi, hay lắm anh ơi. Và đấy là hành trình kinh doanh quán net của tôi. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.